đó là cái cảnh đằng sau cái chùa Di Lặc ở San Jose nè. Quan cảnh ở trước chùa Di Lặc. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết này, chùa Di Lặc ở San Jose. Nằm ở trên đường Story á. Vô trong này coi ha. Đây là đường đi vô trong chùa. Thank you.
Đây là những cái phần thưởng mà mình làm. Đây là cái hình này cũng đây là những cái phần thưởng khi mình làm những cái hãng của Mỹ từ năm 2000, những cái công ty. Đây là những cái dịch vụ của văn phòng mình có thể làm. Đây là cái tên của công ty mình sáng lập 2015. Hồi xưa mình làm cho những công ty Mỹ, rồi mình đại lý cũng như là chi nhánh cho cái công ty á, giống như văn phòng mình là một cái chi nhánh của cái công ty của Mỹ. Rồi sau này là mình sáng lập ra luôn cái công ty của mình là 2015. Thì mình làm cái nghề này á là từ tháng 7 năm 2000, chứ là trên 20 năm á. Dịch vụ của mình là buôn bán về địa ốc, nhà ở, cơ sở thương mại, cái cơ sở mà buôn bán, rồi về, cho vay cho nhà ở toàn cõi toàn California về mua nhà để ở. Còn bây giờ commercial, về địa ốc, về thương mại, về cho vay thương mại thì mình dây đại diện các ngân hàng cho dây toàn nước Mỹ và kể cả một số nước ở của quốc tế ở bên ngoài nữa. Cái dịch vụ của văn phòng của mình là làm cho vay là những cái loan mà người ta bị trở ngại, giống như bị kéo nhà tín dụng không được tốt, trả bill trễ, hoặc là để cho nhà băng kéo, hoặc là và bán short sale. Thì những cái dịch vụ đó mà người nào mà mượn không được thì mình làm, mà văn phòng mình có thể làm được. Còn phần lợi phí thì quý vị có thể so sánh với lại những công ty khác, và gia phòng mình không bao giờ lấy tiền trước cả. Chỉ khi nào mà hoàn tất hồ sơ thì mới lấy tiền, nhưng mà thường thành lập phát sáng lập công ty luôn á. Anh chị em nào mà thích là cái nghề mà tự do làm nhiều tiền mà không có tốn, thì giờ nhiều thời giờ mình được sắp đặt thoải mái, thì mình liên lạc với mình 925 595 5605. Thì mình sẽ hướng dẫn cho lấy bằng. Và khi quý vị lấy bằng, mà nếu mà muốn làm ở công ty của mình thì mình sẽ trả lại tiền học lại cho quý vị. Còn quý vị muốn làm ở đâu cũng được. Còn quý vị nào muốn học về commercial, về cho vay, về thương mại đó, thì mình là cái người dạy ra cái lớp đó để đào tạo những người mà có bằng á, có bằng nè. Về địa ốc hoặc cho vay mà họ chưa có làm commercial, về địa ốc thương mại á, cho vay á, thì mình sẽ huấn luyện. Thì các nơi tiểu bang khác về commercial, về địa ốc thương mại thì mình cho vay toàn nước Mỹ đó. Và có anh chị em nào các tiểu bang khác muốn làm mà có bằng á, thì hợp tác có thể mở chi nhánh với công ty mình. Tham khảo về cái tiền lương hoặc cái quyền lợi thì cứ vô cái website của mình là My Realty and Loan. Đây là cái tên của cái công ty. Cái gì cứ vô cái website này thì sẽ thấy mình là trả lương cho những cái người nhân viên như thế nào, những cái công ty mà nó hợp tác với mình thì mình trả như thế nào, đó là quyền lợi. Rồi, cảm ơn.